đây các bác nhé. Hôm nay thì em Hương sẽ lên về chiếc xe Hyundai Avantia. Hiện tại thì em Hương đang sẵn một đôi Hyundai Avantia, là nhưng em mới lên sóng về một chiếc xe màu đen thôi. Hôm nay thì em sẽ quay chi tiết về chiếc xe Hyundai Avantia màu trắng của em nhé. Em này cũng được sản xuất vào năm 2013, số tự động bản lắp ráp trong nước. Với cái tầm tiền trên 300 mà các bác muốn mua cho mình một chiếc xe số tự động thì không thể bỏ qua chiếc xe Avantia đấy đâu ạ. 365 triệu full option, đó là cái giá em đang chào bán cho chiếc xe Hyundai Avantia 2013 với động cơ trang bị hộp 1.6 và là hộp số tự động các bác nhé. Đèn là đèn halogen này các bác nhìn này, đèn halogen sáng choang luôn, với cái phần đèn này hấp hơi mở nước là không có rồi. Và có đèn gầm và những thanh khe giả gió cho em nhé, nhìn rất là đẹp luôn. Avantia với động cơ trang bị 1.6 có cửa sổ trời xi nhan tích hợp trên gương rồi. Đứng góc nghiêng nhé, đứng góc nghiêng này các bác nhà mình có thể nhìn thấy được tất cả những đường dập lỗ trên thân xe, cực kỳ sắc nét luôn. Với một dàn nốt còn rất là dày luôn. Đây các bác này, nốt thì rất là dày này. Gầm bệ thì em cũng bao cho các bác nhà mình không mục mọt. La răng thể thao 5 chấu phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em ạ. Xi nhan cũng được tích hợp trên gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1/2023, có cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Hyundai Avantia với điều hòa tự động cho em nhé. Và bộ ghế da rất là căng mọng đẹp luôn này. Ghế da căng mọng luôn. Quay chi tiết cho các bác nhà mình phần táp lô. Đây các bác nhìn nhé. Các bác đi xem xe từ những phần máy số hay là tất cả bên ngoài đã để ý rồi, táp lô cũng là phần các bác quan tâm rất là nhiều. Táp lô, táp ly đẹp. Táp ly cũng vậy luôn nhé, không hề bóng, không hề mòn luôn, còn rất là sần. Bệ thì đây chống mỏi bằng da cao cấp này, đây cũng vậy luôn. Móc khóa để sáng choang. Thảm bệ sạch sẽ này, kệ bước chân lên xuống này cũng được bác bọc cho em cái vần mà cái phần này là giả vân đá này. Thảm cao su non này, ghế da cao cấp này. Cửa sổ trời đầy đủ cho em, có Hyundai Avantia số tự động đẹp căng luôn này. Ốc nhái không hề bị vặn mở luôn. Hơn 300 triệu, 365 triệu cho một chiếc xe Hyundai Avantia số tự động đẹp. Bác nào thích màu đen thì em có màu đen, thích màu trắng thì em có màu trắng nhá, đầy đủ cho các bác nhà mình. Hàng ghế thứ hai thì cũng cực kỳ là rộng rãi luôn. Cực kỳ là rộng rãi này, thảm bệ sạch sẽ rồi. Ốc nhái không hề vặn mở này, phần táp ni này. Quay chi tiết cận cảnh táp ni đẹp căng này. Cột keo chỉ, bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin cho em ạ. Bốn bánh đều trang bị phanh ABS đầy đủ nhá, gầm bệ nói không với mục mọt luôn. Số tự động đẹp có Hyundai Avantia phía sau xe đây. Phía sau xe với bốn mắt cảm biến va chạm cam lùi đầy đủ cho em. À em này chưa có cam lùi rồi. Em này thì chưa có cam lùi các bác nhé. Khoang hành lý rất là rộng rãi luôn, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn. Nhưng mà em không cầm chìa khóa ra vì em đang quay trực tiếp trong bãi luôn. Bãi lúc nào cũng trên 150 đến 160 đầu xe phục vụ các bác nhà mình. Đây ạ, cảm biến va chạm phía sau đầy đủ này, lốp lắp đẹp rồi. La răng 5 chấu thể thao nhất, tất cả các chỉ số gương kính đều là liền đời theo xe cho em ạ, đều là liền đời theo xe. Táp ly đây các bác nhìn này. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh vẫn còn giữ được nguyên bản cho em đây ạ. Thật sự với cái tầm tiền trên 300 mà muốn mua xe số tự động thì quá là hợp lý luôn nhá. Vô lăng tích hợp các phím bấm này, có túi khí an toàn này, điều hòa auto, đầu đài nguyên bản. Em này thì chưa lên màn hình nhá. Em này chưa lên màn hình. Đầu đài là nguyên bản này. Đây trong đây có hộp để đồ nữa này. Cổ số phanh tay sắc nét, tẩu thuốc, cổng AUX, cổng iPod, cổng sạc 12V đầy đủ cho em. Ốc nhái không vặn mở luôn. 365 triệu cho một chiếc xe Hyundai Avantia. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại, em Lê Hương tư vấn trực tiếp hỗ trợ cho mình. Và đừng quên địa chỉ bên em, 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, với trên 150 đầu xe đang phục vụ các bác nhà mình đây ạ. Giá xe chỉ từ 58-60 triệu có ô tô đi rồi. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của xe Avantia 2013, số tự động đẹp 1.6 bản lắp ráp trong nước này. Máy số đại chất luôn các bác nhá, zin đẹp toàn xe luôn, từ ốc số, ốc máy này, ốc mặt máy này, zin từ dàn cò, zin đi này, ốc số, ốc mặt máy đều nguyên đẹp luôn. Cụ giảm chấn, giảm sóc đầy đủ, đẹp cho em không bị biến dạng này. Máng nước hai bên cũng vậy luôn nhá. Đây các bác nhìn này, ắc quy xanh luôn. Ắc quy còn xanh, máng nước hai bên, ốc cabo không vặn mở, cột kèo, keo chỉ hay tất cả phần keo chỉ cabo cũng vậy luôn. Thảm chống nóng, giảm nhiệt còn giữ được nguyên bản này. Cụm phanh ABS thì làm gọn gàng ở đây. Một chiếc xe giá trị trên 300 triệu, 365 triệu Hyundai Avantia, số tự động đẹp, phù hợp với bác nào là nam hoặc là nữ thích màu trắng. Đây, thích màu trắng này, thích bảng sedan hai đầu dài, có cửa sổ trời, nhìn phong cách đẹp. Avantia 2013 máy số zin 1.6, giá chào bán 365 triệu, bao rút hồ sơ.
và còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại và liên hệ trực tiếp cho em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.